Chào các bạn, hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cách cắt một chiếc tay lỡ. Bên trong có một lớp ren rất là đẹp. Bây giờ các bạn chuẩn bị cho mình một chiếc dập tay áo căn bản mà mình đã lấy chiều dài của dập tay áo căn bản này. Chiều dài là 29 cm. Trên cái đường chiều dài của nó là 29 cm. Đây là mang trước, đây là mang sau. Trên cái đường mà chính giữa của tay này thì các bạn lấy cho mình một đoạn từ bên trên này xuống dưới này là 23 cm. 23 cm. Các bạn kẻ vuông góc sang cho mình. Đó. Các bạn kẻ vuông góc sang. Cái phần dưới này thì chúng mình sẽ làm cái phần cửa tay để biến đổi. Bây giờ các bạn cắt ra. Các bạn để ra ngoài để tí nữa chúng ta sẽ dùng để biến đổi. Đó. Được chưa ạ? Các bạn sang dấu cho mình một cái giống như thế. Đó. Các bạn sang dấu cho mình thành hai bản nhé. Giống như vậy. Cái bên cái màu trắng này sẽ là lớp ren ở phía bên trong. Còn đây sẽ là vải ở phía bên ngoài. Còn đây là ren ở phía bên trong nhé. Cái lớp ren này thì là giữ nguyên cái tay áo căn bản này và không hề thay đổi một tí gì cả. Còn chúng ta sẽ xử lý cái bên ngoài thôi. Các bạn lấy sang bên đây mỗi bên cho mình một đoạn bằng 5 cm, 4 đến 5 cm. Được chưa? Các bạn kẻ xuống dưới cho mình. Đó. Các bạn cắt bỏ nó đi. Các bạn có thể chỉ cần kẻ mang trước thôi. Sau đó thì cắt bỏ đi để nó đối xứng với mang sau luôn. Đó. Sau khi các bạn cắt bỏ xong đi. Đó. Mình kẻ hơi lệch một tí cho nên là mình cắt nó còn thiếu. Thế sau đây bây giờ các bạn nhìn nhá, cái lớp ren của chúng ta sẽ nó ở phía bên trong như thế, còn cái bên ngoài là cái lớp vải của chúng ta đúng không ạ? Đó thì nó sẽ như thế này. Thế ạ. Đó, cái lớp vải của bên ngoài của chúng ta như này, còn đây là lớp ren ở bên trong nhá. Còn cái phần cửa tay này thì trước hết mình sẽ hướng dẫn các bạn cái biến đổi cái cửa tay thứ nhất. Cái cửa tay thứ nhất thì là các bạn nhìn thấy là nó sẽ chồng lên nhau. Từ cái đường chính giữa đây. Đây là cái đường chính giữa này. Các bạn chỉ cần biến đổi một bên thôi nhá, bên kia nó đối xứng sang luôn mà. Thì các bạn lấy ra đây cho mình nó chồng lên nhau, các bạn lấy cho mình là hai sang ra để chồng lên nhau này. Được chưa? Từ đây đến đây là 2 cm nhá. 2 cm. Các bạn đánh cái đầu này tròn lại cho mình. Đó, đánh tròn nhá. Đấy. Được chưa? Đấy, đánh tròn lại thì chúng ta đã được cái để nối lên nhau rồi. Đó. Sau đấy, sau khi các bạn đánh tròn lại thì các bạn chia cái đoạn này ra cho mình. Thành 3 phần ạ. Đó, các bạn chia ra cho mình như thế. Sau đó các bạn bấm nhả nó ra. Đặt nó lên một tờ giấy. Cái mẫu thứ nhất này của chúng ta thì nó không loe quá nhiều ấy. Thế bạn chỉ cần cho mình loe ít ra thôi. Mỗi cái này chúng ta chỉ lên ra khoảng từ 1 đến 1,5 xăng thôi. Mỗi cái ly này này. Chỉ ra từ 1 đến 1,5 xăng thôi nhé các bạn nhé. Được chưa ạ? Mỗi cái mà chúng ta làm cho nó loe đều ra thì chúng ta chỉ làm cho nó ra 1 đến 1,5 cm thôi. Cái đường bên dưới này các bạn giữ nguyên vì nó sẽ nằm ở phía sau, ở phía chọn phía của cái đường sườn tay ấy.
các bạn tô lại cho mình như vậy. Cái cửa tay này của chúng ta sẽ là một cái cửa tay gập đôi nhé các bạn nhé. Nhá, đây là cửa tay gập đôi và nó chồng lên nhau nhé, chứ không phải là đây là cả cái cửa tay đâu. Cái tay áo của chúng ta nó sẽ có dạng như thế này. Đó, nó sẽ đi từ bên đây sang bên đây và nó sẽ chồng lên nhau ở cái điểm như thế này. Đấy ạ. Và bên này nó cũng sẽ có một cái như thế, nó chồng lên. Được chưa ạ? Cái này các bạn có thể gập đôi và sau đấy thì các bạn nó sẽ vòng lại như thế này này. Đó, cái giữa của cái này nó sẽ may ở đây và nó sẽ vòng lại ở đây. Nó vòng lại và nó chồng lên nhau như thế này. Đó. Đấy là kiểu tay thứ nhất. Đầu tiên thì các bạn cắt cho mình lớp vải ren như thế này, các bạn đặt dập lên đây. Các bạn nhớ sang dấu và ra đường may cho mình trên cái vải ren này nhé. Đó, được chưa ạ? Các bạn đặt dập lớp ren lên này. Đó. Sau đó thì các bạn đặt dập lên và cắt cái lớp vải chính bên ngoài này. Mang trước và mang sau các bạn cũng cộng toàn bộ các cái đường may ra cho mình nhé. Cái phần cửa tay của mẫu thứ nhất đây ạ, thì là các bạn sang dấu và các bạn lấy đường may cho mình. Vì cái này nó là vải gập đôi, tức là nó sẽ lật đối xứng sang bên đây, cho nên các bạn chỉ cần tô đối xứng thôi. Đầu tiên các bạn tô mé bên đây trước ạ, sau đó thì các bạn tô sang mé bên đây. Được chưa ạ? Hai cái này đối xứng với nhau. Và các bạn cắt cho mình hai lớp nhé. Hai lớp này cũng đối xứng với nhau để mình may lộn ra để mình làm cái cửa tay nhé. Đây là chiếc tay áo của mình sau khi mình đã may xong và mình đã đính lên trên maler canh. Mình có đính lên trên đây một chiếc nơ nhỏ. Các bạn nhìn thấy chiếc tay áo của mình có xinh không ạ? Nếu các bạn thấy video của mình hữu ích, các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình nhé. Mình cảm ơn các bạn.